Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà một trệt một lầu. Này thì nhà này đang tọa lạc ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ. Thì căn nhà mình nằm xa lưng khu Đại Ngân, thì trong hẻm 388Y và Z nha. Thì căn nhà diện tích bề ngang là 4m5, chiều dài là 9m5, thì 43m trên giấy. Tổng sử dụng một trệt một lầu là 80m2, có giấy phép xây dựng. Quay về hướng đông nam thì chủ có nhu cầu bán khoảng 2.4 tỷ, 90 sẽ sở hữu ngay một căn nhà một trệt một lầu 2 phòng ngủ. Giấy hồng thổ cư nha, có giấy phép xây dựng. Thì đây là không gian ở tầng trệt của căn nhà. Thì căn nhà thiết kế là có hàng rào phía trước và cửa nhôm sifa 4 cánh ở phía trong. Nó hơi cửa nhôm thì kiến cường lực thì nó hơi nhỏ ha. Trong phòng khách có tặng bộ ghế salon cho quý cô chú anh chị em mình. Thì quay nói chung căn nhà này thì có gì tặng ấy. Tặng dưới tầng trệt thì tặng bộ ghế salon cho quý cô chú anh chị em mình, đồ là đà cao cấp nha. Thì không gian này thiết kế thì phòng khách và không gian nhà bếp thì nó thông luôn, nó chống suốt, thành ra nhìn căn nhà nó rất là rộng rãi thoải mái ha. Trên trần thì treo đèn chùm. Bên đây thì có tặng cái tủ đồ trang trí, đựng trang trí đồ ha. Đây thì có chỗ để cái tivi nè, có ổ điện game rồi là sẵn cho ha. Màn treo cửa. Thì đường trước nhà là đường cũng là 3m phía trước, cách ô tô khoảng 20m, cách lộ ô tô khoảng 20m nha. Tới cái nhà dặn vàng nào đó là lộ ô tô, chỗ cục điện ha. Thì đây là đi xe máy vô đây. Vô cuối đây thì là cũng là cuối hẻm nha. Tới đây là hết. Thì ở đây có một khu vườn của hàng xóm thôi. Đó, khu vườn hàng xóm trồng chuối rất là nhiều luôn. Thì đây là phía ngoài của căn nhà. Nhà thì mặt ngoài thì dán gạch từ dưới lên trên. Một trệt một lầu, một phòng khách, gian bếp, phòng 2 phòng ngủ, có tặng nội thất trong nhà ha. Phía trước có cửa rào sắt phía trước, trong thì nhôm kiến cường lực. Nhà đang quay về hướng đông nam, hướng ánh nắng sáng ha. Thì trong căn nhà thì thiết kế thì tầng trệt thì có tặng bộ ghế salon và đường lên lầu. Diện tích bề ngang 4m5, chiều dài thì 9m5. Đây thì không gian của nhà vệ sinh thì mép bên đây. Nhà này thì nói chung xài đồ là cao cấp hết. Có thiết kế máy giặt là nó sẽ nằm ngay cái chỗ này luôn nè ha, trong nhà vệ sinh luôn. Có giếng trời ngay chỗ cái bếp này luôn nè. Đây có lấy giếng trời ngay bếp này lên sáng lên, thành ra thấy căn nhà cũng rất là sáng rực luôn. Nếu mình muốn lấy thông gió vô đây thì mình lấy cái giếng trời ra ha. Đó, nhà thì quay về hướng đông nam. Phía trước thì cũng có tặng màn che cửa sổ cửa chính đồ luôn ha. Rồi mời quý cô chú anh chị em mình lên trên lầu tham quan trên lầu. Căn nhà này diện tích 4m5, dài 43m. Tổng diện tích sử dụng là một trệt một lầu là 80m2, giấy phép xây dựng. Giá dao động chỉ có 2.490 tỷ sở hữu ngay, giá còn thương lượng ha. Thì nói chung trong phòng thì có tặng đầy một số đồ nội thất cho quý cô chú anh chị em mình, giường hộp và tủ đựng quần áo ha. Đó, đây là cái giường hộp, tủ đựng quần áo thì nó sẽ ở đây ha.
Trên trần thì đóng la phong cũng thạch cao, dịch cấp đồ rất là đẹp. Ở đây thì thiết kế có để cái kệ để nữa, có để tư vi hay gì để đây cũng được ha, kệ âm tường. Nhà này thì nói chung chưa gắn máy lạnh. Cửa phòng thì cửa nhôm đục, cửa nhôm kiến đục. Nhà này hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một nhà vệ sinh ở dưới đất, một nhà vệ sinh ở trên lầu. Thì bán kính trong vòng 500m là đầy đủ tiện ích hết. Đây thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ thì 500m đầy đủ tiện ích hết. Đại học Y Dược thì khoảng 800m là tới Đại học Y Dược. Đường Nguyễn Văn Cừ thì cỡ 200m là cả tới đường Nguyễn Văn Cừ ha. Ở phòng ngủ ở phía trước này cũng có tặng một cái giường, giường và tủ đựng quần áo. Nhà này thì cũng đầy đủ chân sách vali vô cũng ở được ha. Phía trước thì có ban công ở phía trước nè, có màn che đồ ở phía trước. Nhà cửa khu vực này thì rất là đông đúc. Đây là phía hành lang ở phía trước nè ha. Ở đây còn một dãy đất trống hành danh, nó rất là thoáng mát ở căn nhà này. Tại trung tâm thành phố Cần Thơ thì quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu một căn nhà tại trung tâm thành phố Cần Thơ thì mình xem tham khảo căn này. Diện tích là ngang 4m5, chiều dài là 9m5 thì 43m2. Trên giấy còn sử dụng một trệt một lầu là 80m2. Chỗ cầu thang lên thì cũng có lấy cái không gian ánh sáng vô luôn. Rồi giếng trời ngay chỗ hai phòng đối diện cầu thang đi lên nữa nè. Lấy sáng đều căn nhà là lấy gió vô được luôn. Thì để từ vị trí nền, từ vị trí nhà sẽ chạy ra đường Nguyễn Văn Cừ cho quý cô chú anh chị em mình xem. Thì đi ra khu Đại Ngân chạy dài ra thì cách khu Đại Ngân đâu đó tầm khoảng chừng 100m thôi là tới khu dân cư Đại Ngân, là đường rất là rộng rãi luôn. Và để đóng cửa lại chạy con đường đi ra cho quý cô chú anh chị em xem tham khảo luôn con đường đi ra như thế nào luôn. Taxi, nếu mà taxi vô thì nó cách khoảng 20m mới tới được cái vị trí nhà nha. Số điện thoại 0396 40 040 sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi. Khi vừa ý mình gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Xin cảm ơn rất nhiều. Thì đã chạy từ cái mấy đường đi ra ngoài lộ chính cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo ha. Nhà cửa thì hai bên kích dịch với nhau hết trơn. Xe tải thì đậu đây luôn ha. Đây. Đó. Thì du lịch nó taxi đổ vô tới đây. Đường ngoài đây thì đường 4m. Còn đường ở chân trong nhà thì khoảng 2m rưỡi, chỗ nhà thì 3m. Đó, xe du lịch đậu rồi dài dài đó. Đường đi vô thì cũng qua hai ba cái cua nha. Từ vị trí đường Nguyễn Văn Cừ chạy thẳng vô cũng qua hai ba cái cua. Thì quý chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu căn nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh thì giá dao động 2.490 tỷ thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396 40 0040.
sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi, đi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán, thương lượng chính trực tiếp chính chủ luôn. Thì chạy ra tới đây là tới khu dân cư Đại Ngân, và ra tí nữa thì sẽ ra tới đường Nguyễn Văn Cừ. Đây là tới lọn nhựa 7 mét rồi ha. Thì trong video có gì thì sót mong quý cô chú anh chị em mình xem thông cảm cho. Thì giá chủ đưa bao nhiêu thì em đưa lên bấy nhiêu, thì mình cứ đi coi nhà kia, khi vừa ý thì gặp chủ mình thương lượng. Rồi tới đây là chạy thẳng ra đường Nguyễn Văn Cừ, đây là khu đây nha anh nha. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Xin cảm ơn rất nhiều.